Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì nhà mình có làm cái món gà hấp hành đó các bạn. Mình sẽ quay cái video gà hấp hành cho các bạn cùng xem. Con gà này mình mua được khoảng 2,1 kg đó các bạn. Mình nhà ta mần sạch sẽ luôn rồi. Mình về mình rửa lại. Bắt đầu là mình sẽ ướp. Nếp rồi mình mới đem đi hấp nha các bạn. Đến nay là ông xã mình là đầu bếp chính. Ông xã mình sẽ ướp nó để hấp. Đầu tiên là mình sẽ cho đường, hạt nêm và nước mắm. Ở trong cái con gà này mình ướp, mình để khoảng 20 phút nha các bạn. Sáng mình bắt đầu làm. Để 20 phút cho nó thấm con gà các bạn. Sau khi mà mình ướp 20 phút rồi các bạn, bắt đầu là mình sẽ phi tỏi. Mình phi tỏi cho nó vàng, nó thơm á. Cái mình để vào trong con gà nó mình hấp, nó sẽ thơm, nó ngon. Cho nó đều đều ra. Xong rồi cái mình bắt lên bếp mình hấp nha các bạn. Mình sẽ hấp hành. Rồi bây giờ cho nó xong rồi đậy nắp lại cho nó sao chín. Giờ chờ đợi mình mời các bạn cùng xem cái cây dừa quá trời trái của mình nha. Dừa này là dừa chùm dừa dâu á các bạn, mà nó màu xanh, nó trái toàn bộ cái thân cây luôn các bạn. Cái cây nó mới có khúc à mà nó trái quá trời trái luôn, rất là sai trái. Đây các bạn xem cái thân nó mới lên được con khúc à. Thấy nó xăng rồi, bắt đầu cho thêm trái nước dừa vô nha các bạn. Mình nắp một trái nước dừa thôi à. Rồi, đậy nắp lại thôi. Được khoảng 10 phút rồi các bạn. Giờ mình thăm. Mình sẽ trở con gà nó lại. Nó lên màu vàng đẹp. Và mình sẽ đẩy nó lại. Giờ mình đi lặt, mình đi gói cái hành đó các bạn. Mình xếp mấy cái mình cuộn cái cọng hành lại đặng mình để vào trong cái con gà này chứ nó sẽ chín à. Đây, bây giờ mình sẽ cuộn cái mấy cái cọng hành này lại cho nó gọn gàng lại. Mình để cho trong cái nồi mình hấp cho nó chín, nó thơm, nó ngon. Hành này là hành cũ rồi nha các bạn. Đây người ta bán cái hành này nè. Cái phần này nó giống như cái hành cũ, hành gạo vậy đó. Mình sẽ bỏ vào. Bạn canh cho hành nó vừa chín là được nha các bạn. Đừng có cho chín quá mà cũng đừng có cho sống cũng không ngon. Nó vừa chín là ngon. Đây, bây giờ đã thơm quá trời thơm rồi. Hành như vậy là vừa các bạn. Vừa chín mình ăn rất ngọt. Mà mình để chín quá ăn sẽ nó bị dai. Chín quá nữa nó rụt nó không ngon. Mình cho nó ra cái mâm này. Thơm quá thơm.
Này mình hấp với nước dừa, với hành. Này mình sử dụng là nước mắm chứ không có sử dụng muối. Nó thơm dữ lắm các bạn. Nghe cái mùi là chịu không nổi luôn. Quá trời đẹp, quá trời hấp dẫn này. Gà này người ta nói là gà thả vườn đó các bạn, ăn thịt nó cũng rất là ngon, nhìn cái màu con gà cũng lên rất là đẹp. Và đây là những cái gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn á, trong cái video này á. Mình cũng xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem ủng hộ cái hết cái video giùm mình. Mình cảm ơn rất nhiều. Mình xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong cái video tiếp theo. Bye bye.